Kính chào quý vị và các bạn, trên khu vực Bắc Bộ lúc này ở tầng thấp khối không khí lạnh đã suy yếu dần, chỉ còn gây mưa nhỏ rải rác vài nơi ở khu vực ven biển và đồng bằng. Trong khi đó, ở khu vực vùng núi, hội tụ gió Tây trên cao vẫn đang gây mưa rào và dông cho khu vực. Dự báo lượng mưa ở khu vực vùng núi dao động trong khoảng từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Riêng khu vực các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng và Tuyên Quang, cục bộ có nơi trên 100mm, đi kèm với nguy cơ về lốc sét và gió giật mạnh. Đến trưa chiều, dù mưa có giảm nhưng trời vẫn chủ đạo là nhiều mây. Vì thế, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay trên toàn Bắc Bộ không tăng nhiều, phổ biến dao động từ 26 đến 29 độ. Với khu vực Trung Bộ, yếu tố gây mưa to cho khu vực là gió đông trên cao vẫn đang gây ra những cơn mưa rào rải rác. Riêng tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to trên 80mm. Thời gian mưa cũng lui về thời điểm muộn trong ngày. Mưa vào thời điểm muộn, vì thế trong ngày trên toàn khu vực trời sẽ có khoảng tạnh giáo, có nơi hửng nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất trưa nay, duy trì từ 26 đến 30 độ ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Còn với các tỉnh Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt là từ 29 đến 31 độ. Ở phía Nam hôm nay từ sáng đến chiều trời cũng tạnh giáo, có nắng gián đoạn với mức nhiệt trưa chiều nay phổ biến trong khoảng từ 28 đến 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và dao động trong khoảng 29 đến 32 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Lưu ý về chiều tối, khu vực Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông nhiều nơi. Ngoài ra, từ nay đến ngày 29 tháng 11, khu vực ven biển Nam Bộ xuất hiện đợt chiều cường cao. Mức nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt từ 4,2 đến 4,3 mét. Chiều cường cao kết hợp với mưa sẽ gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ. Quý vị nên chủ động ứng phó. Trên biển, trên khu vực Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, duy trì gió có cường độ trung bình ở mức từ cấp 4 đến cấp 5. Riêng phía Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Bản tin thời tiết sáng ngày 26 tháng 11 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Thank you.